Làm nước chấm thôi. Cái này ngon mà.
cái thứ là mình hết á. Cái nhìn ý là đàn bà mình trước khi chín đấy, đàn bà mình không được đi ngắt, cho đàn ông ngắt. Ý là mấy nhìn hồ là nhưng mà quan trọng cái quán này á, cái đen rồi là tầm mà đúng rồi, chứ còn sao thôi. Có đơn giản còn lại 20 cắt cái mùi này. Mày ơi, quái đây, cái mắt nó dày quá.
Bye.
tiên đó. Thank you.
Thân lai với chính nhà nè. Dạ để ăn nó ngon hơn. Mua đi. Mày cháu lại mua cái ai không? Mua xoài đi đổi xoài. Cái này mấy con bé?
Thank you.
Thank you.
để các loại chìa khóa. Ai cắt chìa khóa đây? Trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe chứng minh nhân dân. Có em lăn đích. Ai cắt chìa khóa đây? Thấy có lạc bán nhỉ? Trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe chứng minh nhân dân. Có em lăn đích. Địa đỏ giấy khai sinh giấy khen ép chất lượng cao lấy ngay. Trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe chứng minh nhân dân. Có ép lăn đích. Địa đỏ giấy khai sinh giấy khen ép chất lượng cao lấy ngay. Có ép lăn đích. Địa đỏ giấy khai sinh giấy khen. Chìa khóa, khóa nhà, khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô, có cắt được các loại chìa khóa. Ai chìa khóa, khóa nhà, khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô, có cắt được các loại chìa khóa. Ai cắt chìa khóa đây? Có ép lăn đích, bìa đỏ, giấy khai sinh, giấy khen. Ép chất lượng cao lấy ngay. Tôi chuyên khóa. Ai cắt chìa khóa đây? Khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô. Có cắt được các loại chìa khóa. Ai cắt chìa khóa đây? Trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe chứng minh nhân dân. Có ép lăn đích bìa đỏ giấy khai sinh giấy khen. Ép chất lượng cao lấy ngay. Khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô, có cắt được các loại chìa khóa. Ai cắt chìa khóa đây? Ở dưới này trông ở trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe. Trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe một đúng phải đến hàng tiên. Có ép lăn đích bìa đỏ giấy khai sinh. Chị lấy em mẹ cái này. Ép chất lượng cao. Lấy tôi chuyên cắt chìa khóa. Quả xanh có ăn được không hàng? Lá xanh này đóng canh xào còn chín. Lăn đích bìa đỏ giấy khai sinh. Giấy khen ép chất lượng cao lấy ngay. Tôi chuyên cắt chìa khóa, khóa nhà, khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô. Có cắt được các loại chìa khóa. Ai cắt chìa khóa đây? Trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe chứng minh nhân dân. Có ép lăn đích, bìa đỏ, giấy khai sinh, giấy khen ép chất lượng cao lấy ngay. Tôi chuyên cắt chìa khóa, khóa nhà, khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô. Có cắt được các loại. Tôi chuyên cắt chìa khóa, khóa nhà, khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô. Có cắt được các loại chìa khóa. Ai cắt chìa khóa đây? Trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe chứng minh nhân dân. Có ép lăn đích, bìa đỏ, giấy khai sinh, giấy khen ép chất lượng cao lấy ngay. Tôi chuyên ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe chứng minh nhân dân. Có ép lăn đích, bìa đỏ, giấy khai sinh, giấy khen ép chất lượng cao lấy ngay. Ép chất lượng cao lấy ngay. Tôi chuyên cắt chìa khóa, khóa nhà, khóa tủ, lăn đích, bìa đỏ, giấy khai sinh, giấy khen, ép chất lượng cao lấy ngay. Tôi chuyên cắt chìa khóa, khóa nhà, khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô. Có cắt được các loại chìa khóa. Ai? Khóa nhà, khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô. Có cắt được các có ép lăn đích, bìa đỏ, giấy khai sinh, giấy khen, ép chất lượng cao lấy ngay. Tôi chuyên cắt chìa khóa, khóa nhà, khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô. Có cắt được các loại chìa khóa. Ai ép chất lượng cao lấy ngay. Tôi chuyên cắt chìa khóa, khóa nhà, khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô. Có cắt được các loại chìa khóa. Ai cắt chìa khóa đây? Ai cắt chìa khóa đây?
trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe chứng minh nhân dân có ép lăn tích bìa đỏ giấy khai sinh giấy khen ép ai cắt chìa khóa đây. Trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe chứng minh nhân dân có ép lăn tích bìa đỏ giấy khai sinh giấy khen ép chất lượng cao giấy may tôi chuyên cắt chìa khóa khóa nhà cắt chìa khóa khóa nhà khóa tủ khóa xe máy khóa ô tô có các điểm các loại chìa khóa ai cắt chìa khóa đây. Giấy khai sinh giấy khen ép chất lượng cao giấy ngay tôi chuyên cắt khóa tủ khóa xe máy khóa ô tô có các điểm các loại chìa khóa ai cắt chìa khóa đây ép chất lượng cao lấy ngay tôi chuyên cắt chìa khóa khóa nhà khóa tủ khóa xe máy khóa ô tô có cắt được các loại chìa khóa ai cắt chìa khóa có ép cắt tích chìa đỏ lấy tay tôi lấy xe ép chất lượng cao lấy ngay tôi chuyên cắt chìa khóa khóa nhà chìa khóa khóa nhà khóa tủ khóa xe máy khóa ô tô có cắt được các loại chìa khóa ai cắt chìa khóa đây. Trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe chứng minh nhân dân có ép lăn tích bìa đỏ giấy khai sinh giấy khen ép chất lượng. Chìa khóa ai cắt chìa khóa đây. Ai khóa ô tô có cắt được các loại chìa khóa ai cắt chìa khóa đây.
Thank you.
Thank you.
cắt lên tờ này hai biển này, hai biển trên này. Không thấy về đâu. Không thấy về đâu á? À? Vâng. Sao? Bằng ngoài đâu? Thích bằng ngoài đâu? Thích bằng ngoài đâu? Để bỏ cái xe. Có một cái thôi đấy. Tất cả chỗ này bao nhiêu xích nốt? Chín thì bây giờ chín là ăn đấy.
rồi lấy về
quả súng. Đây đi. Chung cái lái. Đúng rồi, mấy mấy bọc em, một bọc à? Yeah.
đây. Còn nét cả phía riêng. Quả đi thôi. Chà nó có mau phiêu à. Mà tung đi.
Thank you.
xanh ạ.
Cháu còn hơn chân bò kìa. Kìa. À, là cái tôm ngứa. Thank you.
Thank you.
đây giá hàng trăm. Con muốn đi về đóng rồi mấy giờ rồi?